Toast. Amen. Nhưng mà năm con số đằng sau của cái địa chỉ mình đó là zip code. Còn ba con số đằng trước cái số điện thoại của mình gọi là gì? Area code. Area code. Chữ đọc với tôi area. 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 Số 11 là since when, kể từ khi nào vậy? Tàu chiến của Mỹ đã đến vùng này rồi. Câu số 1 là since when. Yeah. Ok, bây giờ tập đọc với tôi nha quý vị nha. South China Sea. In trouble. South China Sea. Is in trouble. Is in trouble. Is there war? Is there war? Over there. Over there. Câu số 2 là is there war over there? Is there war over there? Câu số 3, not yet. Not yet. But it's bad. But it's bad. Not yet, but it's bad. Not yet, but it's bad. Câu số 4, Taiwan is having. Taiwan is having. An election today. Taiwan is having an election today. Election. Câu số 5. Is that right? Who runs for president? Is that right? Who runs for president? Câu số 6. There are four candidates. There are four candidates. Câu số 7. First time. In history. First time in history. China. Has democracy. China has. Democracy. Câu số 8. China is. Threatening. Taiwan. China is threatening Taiwan. Threatening Taiwan. Therefore, Vietnam is afraid to. Therefore, Vietnam is afraid to. Is, there is, yeah. Show me. USA warships. War. Ships. Not for the ship, not the ships. Ships. USA warships. Came to this area. Came to this area. Show me more. Since when? Since when? Show me. A week ago, I guess. A week ago, I guess. Week là cái tuần lễ đó, a week ago là cách đây một lần tuần lễ trước. Yeah. Guess là đoán, yeah. I guess là tôi đoán, tôi nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là một tuần lễ trước, hình như, hoặc là tôi nghĩ. Số 13, there was some shooting. There was some shooting. Sự nổ súng, yeah. Shoot là bắn, shoot là bắn. There was some shooting. There was some shooting. Câu số 14. Nã Phá Luân đã có lần nói Napoleon, Napoleon once said. Once said. À, cái chữ để ý quý vị, cái chữ thế chữ once said. Once là một lần, said là đã nói. Nã Phá Luân đã từng nói, đã có một lần nói. Thấy không? Once said. Once là một lần. Số 15. China is a sleeping tiger. Tức là Trung Quốc là một con cọp đang ngủ. Nãy Phá Luân nói China is a sleeping tiger. Don't wake it up. Đừng có đánh thức nó dậy. Don't wake it up. Don't wake it up. Quý vị thấy không? Cái bài học này mình soạn có 12 năm trước, con cọp nó còn đang ngủ. Mà 12 năm sau bây giờ nó giàu kinh khủng. Tuần vừa rồi kinh tế của nó còn lên nữa chứ. Đó, bây giờ cái bên Việt Nam, Á Châu mình là Ấn Độ, tức là Trung Quốc là mạnh mốt sẽ quản trị tiền bạc đấy. Mỹ cũng phải sợ thua tiền đấy. Thấy Ấn Độ giờ nó cũng lên rồi nha. Mà con cọp này nó phải lưng nó không cọp ngủ, đừng có đánh dậy.
Bây giờ nó mới ngáp cái Hoàng Sa Trường Sa của mình. Chưa có cảm nó mới ngáp cái này. Ok. Alright. nó mới ngáp thôi, hà hơi thôi, mình cũng đã mới mệt rồi. Ở bài này mình soạn giống như tiên tri á, 12 năm trước, bây giờ trở lại rồi chắc 12 năm sau biết tới đâu nữa. 12 năm sau bà con mình còn ngồi lại nói nhớ hồi đó chúng tôi học anh văn với giáo sư, ông nói chuyện 12 năm trước, bây giờ 12 năm sau chắc mình đang ở Bắc Kinh này là mình. Ok. Con cọp ngủ tới đâu rồi? Số 15 là Sleeping Tiger, là con cọp ngủ, phải không? Tôi là con cọp ngủ, quý vị biết tôi tuổi dần, năm nay mậu dần mà. Năm nay mậu dần là được 70 đó. Thành ra tôi tính rủ đặt đăng báo lên hết ai mậu dần năm nay về ăn Tết, ăn tiệc chung. Tại vì số mậu dần, cái số nó không bệnh thì nó cũng linh đinh, nó cũng... cho nên mấy ông bà mình nói sao thất thập gì cổ lai hy xưa nay mà mới tới 70 tuổi kiếp mà thứ nhất là hiếu này lại mậu dần nữa. Nó tay mậu dần chứ phải không? Ở đây có mấy ông bác sĩ mậu dần nhiều lắm, ông Kỷ nè, ông bác sĩ Tuân nè, bác sĩ Quyến nè, ai hết cả. Là con gái á, mời cũng mời mộ con gái mà tuổi dần cũng long đong luôn. À phải không? Hả? Giờ tốt nhờ đừng mộ dần. Nhưng mà đàn bà mộ dần long đong. Ở đàn bà mộ dần long đong. Dần long đong. Còn ngoài Bắc thì mình được làm sư tử sướng hơn, sư tử Hà Đông sướng hơn. Phải làm một con cọp. Sleeping Tiger, đó là con cọp ngủ. Đừng quý cái đó, 16 đừng có đánh thức là vậy. Đừng quý cái đó đừng sao. Số 17, Việt Nam had to join Asian, là Việt Nam đã phải gia nhập Asian. Asian tức là các nước Đông Nam Á đó, hiệp hội các Đông Nam Á. Asia, Southeast Asian Association of Southeast Asian Nation, viết tắt vậy. Đó là hiệp hội của các nước Đông Nam Á. Số 18, Việt Nam must be friend with China. Dạ, rồi đó tôi soạn cái câu này 18 năm trước, 12 năm trước. Việt Nam phải làm bạn của Trung Quốc. Việt Nam must be friend with China. Rồi câu 19, tôi nói là Việt Nam must hold tight to USA. Việt Nam phải đeo ôm chặt lấy gì quý kỳ. Thấy không? 12 năm trước mà tôi đã dặn là nói là phải là thân thiện với Trung Quốc mà phải ôm chặt quý kỳ. Câu 26 là câu chó, câu này là câu đạo. Satan là quỷ vương hay là quỷ ma, tức là kẻ ác, Satan. Satan, ở đâu Mỹ nó kêu là Satan. Vì Mỹ nó nói là Satan, biết là nó là quỷ, quỷ dữ đó, nghe là kẻ đối nghịch với lại Chúa đó, nghĩa là Satan always try, luôn luôn tìm cách, try là tìm cách, invade us, xâm lăng chúng ta, invade là xâm lăng, tức là quỷ ma lúc nào nó cũng tìm cách nó xâm lăng vào trong lòng của mình. Ok, ráng chịu đây, mình chịu học bài giùm tôi nhé. Tôi có dạy cho cách đọc trong này, nghĩa tiếng Việt trong này rồi không học. Thì quý vị học một cuộc nhé. Ok, take a break, chúng ta học đúng một tiếng rồi. Nghĩ 5 phút, 10 phút nha.